Thưa quý vị, giá mít thái chôm chôm chín vụ hiện đã giảm sâu từ 3 đến 5 lần so với năm trước, khiến nông dân miền Tây lỗ vốn chật vật tìm đầu ra. Theo các hộ dân trồng mít thái, loại 1 chỉ 10.000 đến 12.000 đồng một ký, mít loại 2, loại 3 chỉ còn 3.000 đến 7.000 đồng một ký. Trong khi loại trái cây này năm rồi từng có giá rất cao. Mít loại 1 từ 45 đến 50 000 đồng một ký, loại 2 giá 30 000 đồng một ký, loại 3 giá từ 10 đến 15 000 đồng một ký. Như vậy, giá mít thái thời điểm này đã giảm từ 4 đến 5 lần. Ngoài chịu cảnh giá mít giảm, hiện các thương lái cũng hạn chế đến giường thu mua với lý do dựa không ăn hàng, dội chợ, xe không qua được cửa khẩu. Còn tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, trôm chôm, chôm các loại cũng bắt đầu cho trái chính vụ. Tuy nhiên, giá chỉ bằng 1 phần 3 so với cùng kỳ do vào vụ cùng thời điểm với các loại trái cây khác. Giá chôm chôm Thái hiện nay chỉ còn 17 đến 20 ngàn đồng một ký, chôm chôm Java từ 8.000 đến 10.000 đồng một ký.